Đây bắt con toi con nhỏ. Của cô tắm bảy em chào các bác nhá. Em xin báo cá cho cầm thủ lê liều đây, lê liều báo cá đêm các bác nhá. Đấy vào luôn. Chúng ta nhìn đây là ba chú. À đâu đấy. Rồi. Tung. Cái bảy nữa. Rồi, con này ngu lắm thì phải đầu. Rồi. Nó chú ý nhá. Đem hàng to luôn. Nhìn vào rồi. Quay ngang vào ta. Rồi, con này còn to. Hiện tại trên hồ còn vẫn còn chỗ. Mày giải như chưa? Huy chưa. Đây anh đợi tí. Con này đéo bằng con này rồi. Huy rồi. Phải 15 cân. À cũng bằng đâu. Thế lấy túi đá. Ui giời đi mẹ con này. Đi bắt con này. Con này đây để cho đấy, 17 cân. Con này 17 cân thôi đúng không? Con này to quá thế. Hả? Ui đập luôn rồi. Cái kia cái to kìa. Nó bán lại nhà hồ này đổ xuống rồi. Cho chân vào đây. Con chiều hôm qua đấy. Đây, con chiều hôm qua nó bỏ đấy. 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 Đây con này 18 cân rưỡi trên đây đáng không biết phải đâu cần đâu con coi hết đâu 18 cân rưỡi trên điện thoại 18 cân rưỡi cho tí em gửi Facebook rồi con này thì 17 à em cao tay áo lên tí con này không đánh vào mặt nha đánh vào người chéo bao giờ đánh vào đánh vào mõm đây nha chú chú cho phụ nha hồ câu 87 em nhá 17 cân chắc chắn 17 cân ui rồi bao nhiêu phóng viên này rồi leo leo về mày kéo hai cái áo lên con này anh được tầm 17 cân 17 cân. Con này qua được lần đầu ấy đúng không? Mấy giờ đây rồi? Lần đầu là chuyện đấy. Ui giời. 1 giờ. Thế là hiện tại dưới hồ còn 20 em Hugo nữa các bác nhá. Rồi. Còn 20 em nữa. Trời. Còn có theo cục tình báo đếm từng con một các bạn. Còn 20 chú nữa bên dưới các bác nhá. Cổ thế. Gửi Facebook nhá. Bước mấy bước chân. Ra. Đây còn nữa cơ. Chiều hôm qua làm con này đây. Ở dưới này còn dưới này còn 18 con rưỡi. Chiều qua đấy. Còn hai chú nữa dưới này. Luôn luôn thắng con bé nó đang. Hai chú rồi tầm trung luôn. Tí nữa dài như bốc. Con này nhiều về thịt lấy cái bộ nhá của nó đeo có ấy. Răng to như răng người. Con này á, hơn răng người. Con này hiện tại trên hồ còn rất nhiều chỗ các bác nhá. Các bác cố gắng thu xếp. Mất hết cả việc đến với rồi nhá. Ui dồi con đấy khỏe hơn con này. Đặt con đấy vào đây không khác mẹ con ấy. Em chào các bác nhá.